6 nè, 8 nè. Hôm nay là buổi chiều ngày 23 mình quay cho các bạn xem nè các bạn. Coi con heo của mình nè. Nó đẻ ra một con mình không hay luôn. Nãy giờ á là mình ra mình dọn vệ sinh là nó chưa có đẻ. Rồi bắt đầu là mình đi dội chuồng. Rồi bắt đầu mình nghe heo con nó la. Nãy giờ con heo này nó đẻ ra khô là nó kẹt cái chân chỗ cái máng ăn đó các bạn. Mình không hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ canh heo đẻ luôn, mình đang dội chuồng nè. Buổi chiều nay mình đang dội chuồng nè, để cái vòi nước đây qua quay cho các bạn xem luôn nè. Cái bầy bay heo bên đây hôm qua mới rửa sàn rồi bên đây nó đi phân dơ quá trời luôn. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Cái bụng con này thì cũng tương đối đó các bạn. Rồi heo mình ra con thứ hai nè các bạn, cái con rất là to luôn các bạn ơi. Đây xem nè, để mình tiếp mình kéo nó ra các bạn ơi. Đó, con thứ hai bắt đầu ra nha, đó, con thứ hai nha. Đây mình quay cận cảnh con thứ hai cho các bạn xem nè, nó rất là dài đòn luôn. Đó, các bạn nó thấy nó nằm không? Các bạn nhìn thấy nó nằm nó dài chưa? Con thứ nhất đi đâu rồi? Đây, con thứ nhất bên đây. Con thứ nhất á, thì mình thấy nó không dài bằng con thứ hai này đâu. Để mình lau chùi con thứ hai này, mình để cho nó vô sọt nha các bạn. Nó ngồi mà cái bụng đó nè. Cái bụng này chắc có thể là nó bị khô thai hoặc là hao một hai con các bạn ơi. Tại mình thấy cái bụng nó xẹp hơn khoảng chừng 10 ngày trước rồi. Rồi các bạn đón với mình là con heo này được bao nhiêu con nha. Mình đón thì nó khoảng tầm 12, 13 con các bạn. Rồi để mình xử lý con thứ hai này đi, cho vô sọt nè. Bày bên đây nè. Bày bên đây thì hơi lạnh nha các bạn, không gài là mình không có bắt đèn đàn này. Nên lông nó hơi xù nè, nó hơi ốm nè. Đó, nó bị viêm phổi nhẹ nha. Tối nay thì mình sẽ làm đèn ấm cho nó luôn. Khoảng chừng 3 ngày nay rồi, bóng đèn nó đứt rồi mình chưa có làm cho nó nữa thì nó hơi lạnh. Còn mấy bầy khác thì nó bình thường thôi. Rồi con thứ hai mình cho nó vô sọt rồi nè. Rồi con thứ nhất thì một tí nữa mình bắt cho nó vô luôn. Hai con nhúc chung đi, đợi một tí khoảng 8 con đi rồi hả thả ra cho bú. Bầy bên đây chưa cho ăn nữa, đòi ăn nè. Đó, bầy này nó giành bú nè. Bầy này nó biết ăn gành này nè các bạn. Bữa nay nữa nó cũng mười mấy ngày rồi, mình không nhớ chính xác nữa. Nó cũng 15, 16 ngày hay gì rồi đó. Cái con này, cái con bơ hổm nó hư nè. Rồi cho nó nuôi hộ 6 con. Bên đây là nuôi 11 con, có con nhỏ đi qua đi lại á. Bữa đó là con mẹ nó đẻ cái con nhỏ nhất rồi. Bây giờ là bên đây nó còn 10 con, bên đó còn 6 con. Rồi mình quay nha cho các bạn xem heo mình nó mới vừa đẻ ra con thứ ba nè các bạn. Đó, con thứ ba mình mới đi vừa rửa tay, mình thấy nó chở mình rồi, mình đi rửa tay rồi lại thấy nó đẻ rồi nè. Con thứ hai còn ngoài nè, con thứ nhất còn ngoài, con thứ hai trong sọt nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ba con này vô luôn, mình sẽ sưởi ấm cho nó nha. Rồi mình cho cái đàn kia nó ăn. Rồi ở đây ba con mình đã cho vô sọt rồi nè các bạn. Còn bầy bên đây thì mình mới đổ cám cho nó ăn luôn nè, nó dành ăn nè. Bên đây thì ăn thoải mái rồi, ăn tự do các bạn. Bên đây thì mình tách bầy ra khoảng 10 ngày rồi. Nó ăn khỏe mạnh rồi, có ngày mình trộn amox, có ngày mình không trộn cũng được. Nó tách bầy ra nó khỏe mạnh, nó không tiêu chảy là được. Bầy bên đây thì mình chưa cắt đuôi, để ngày mai thì mình cắt đuôi chung với cái đàn kia luôn. Thỏng gài nhà mình bằng heo quay ăn với heo cúng với mình bận đi công chuyện các bạn. Mình rồi bắt đầu mình bỏ bầy đó, mình chưa cắt luôn. Mình đợi cắt chung với cái bầy heo mới đẻ này luôn nha. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ tư nè các bạn. Các bạn thấy nó quẩy đuôi không? Nó quẩy đuôi là con nó gần ra tới rồi đó. Các bạn chờ một tí đi để cho nó gặn ra con thứ tư nha. Đó đó, nó gặn rồi đó. Đó, nó ra nè, ra nè. Rồi, con thứ tư ra kìa các bạn ơi, con thứ tư ra nha. Rồi, con thứ tư mình lau chùi, mình buộc gúng xong nè các bạn. Bây giờ mình để cho nó vô sọt nha. Đó, bốn con thứ tư là nhỏ nhất các bạn ơi. Bầy bên đây trở về bú nữa rồi nè. Đây, con mẹ nó nè, nó nằm còn bụng nè các bạn. Con này thì mình đón 12 con nha.
con này á, thì nó đẻ con là dạng vừa các bạn, không to lắm mà cũng không nhỏ lắm, vừa vừa thôi. Nếu mà phải nó đẻ như con thứ tư á, thì mình có thể đón 14 con được, còn mà nó đẻ trung bình như vậy á, thì mình đón tầm 12 con thôi các bạn. Rồi con thứ sáu ra nè các bạn. Con thứ sáu này nhỏ các bạn ơi, con thứ sáu này nhỏ hơn con thứ tư hồi nãy nữa. Mình quay con thứ sáu cho các bạn xem nè. Con thứ sáu nó muốn ngọt các bạn. Thì ra thì mình xử lý giống như những video trước mình nói hướng dẫn các bạn đó, là mình chổng hai cái giò nó lên, rồi mình lấy tay mình vỗ vô cái lưng của nó, vỗ hai ba cái gì nè, rồi bắt đầu chùi miệng chùi mũi nó liền. Rồi bắt đầu là mình quay lại, mình chổng xuống, mình chùi một lần nữa. Các bạn vỗ mà nghe ét là nó sống đó các bạn, nó thở được là nó sống à. Trong đây là 5 con này các bạn. Cái con thứ 5 hồi nãy á, là mình có điện thoại rồi đẻ xong là mình không quay được. Này con này con thứ 6 nha. Bây giờ mình bỏ vô khoảng chừng 2-3 con nó đi, rồi bắt đầu mình để ra cho nó bú. Bụng nó cũng còn, cũng tương đối chứ cũng chưa có xẹp lắm. Các bạn nhìn thấy chỗ này nè, con nó đạp đây nè các bạn. Đó, nó giận giận các bạn thấy không? Con nó đó nó đạp đó, nó bày bên đây á, là mình đổ khoảng hơn 3 kg, gần 4 kg cám, nó ăn cũng gần hết rồi nè, nó còn trong đó chắc cả ký á các bạn. Hai bầy này là một bầy 16 ngày là mình tách, một bầy là 18 ngày mình tách, là mình gom lại là hai bầy lúc mà mình tách là 17-18 ngày á. Rồi con thứ 7 ra nè các bạn, con thứ 7 nè. Ở đây mình quay con thứ 7 cho các bạn xem nè. Mình vừa lau chùi xong bỏ xuống là bắt đầu là con thứ 8 mới ra luôn nè các bạn. Cái con thứ 6 này nhớt nhiều sao con nãy con thứ 7. Con thứ 6, con thứ 7 này nhớt nhiều á, là nó muốn ngọt rồi, là mình đem qua mình chùi mũi liền. Là mình cứu nó sống bình thường nha. Bắt đầu là nó đẻ ra con thứ 8 luôn nè. Con thứ 8 còn dây gúng luôn nè các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình để mình bứt dây gúng, mình buộc gúng đi, rồi mình để vô sọt mình giữ ấm. Rồi một tí nữa mình cập nhật tình hình con heo này đẻ cho các bạn xem thêm nha. Con heo này đẻ con vừa vừa nhưng mà đẻ cũng rất là nhanh luôn. Con heo này là con heo gạ các bạn. Con heo này là cũng lứa 4, lứa 5 rồi. Nên con heo gạ thì mình không có sợ đâu. Nó đẻ thì thoải mái, không sao hết, không có sợ bị này kia hết các bạn. Chỉ sợ là con heo tơ lứa đầu thôi. Đây trong đây là 6 con nè. Ngoài này hai con là 8 con nha. Đàn bên đây ăn no rồi, bắt đầu là phá rồi đó. Ủi máng rồi. Rồi mình quay cho các bạn thôi, xem con thứ 9 nè các bạn. Bắt đầu nó gặn con thứ 10 nữa rồi kìa. Đây con thứ 9 nè. Trong đây là 8 con nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 8 con. Con này con thứ 9. Rồi bắt đầu là nó chuẩn bị gặn nữa nha. Rồi ở đây nè các bạn, con thứ 9 nè, cho vô chung luôn nè. Rồi đợi một tí nữa thì nó gặn một con đi. Con thứ 10 là bắt đầu là mình cho mấy con khỏe này ra bú trước luôn nha. Mình đang đi cái đèn ống khác, mình giờ cái đèn ống này qua bên đây. Con nái mình nãy giờ nó đẻ được 9 con, mà nãy giờ khoảng 1 tiếng nha các bạn, mà nó mới có gặn thôi, nó chưa ra con nào hết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiêm cho nó 3C oxytocin nha. Mỗi khi con nái đẻ thì các bạn tiêm 3C oxytocin là vừa là đủ tác dụng rồi các bạn. Các bạn đừng tiêm nhiều nha, tiêm nhiều tử cung nó co bóp nhiều, đâm ra là nó mệt con nái nha. Nên các bạn tiêm vừa đủ liều thôi, 3C hoặc 4C thôi. Các bạn đừng có tiêm 5C, 10C, con nái nó mệt lắm. Nhưng mà nếu mà con nái của các bạn nó đẻ nhiều mà 9-10 con các bạn tiêm rồi, mà các bạn tiêm nhiều C nữa thì nó đẻ tới 17-18 con là nó gặn không nổi đâu. Khoảng chừng 14-15 con là bắt đầu là các bạn hỗ trợ thuốc liên tục luôn, là đẻ ra là con nái của các bạn là nó yếu luôn á, nó mệt nên nó yếu á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiêm oxytocin cho nó. Đây 9 con rồi nè. Đây mình đem cái đèn năng lượng vô để hỗ trợ quay sáng gõ để cho các bạn tham khảo luôn nè. Rồi mình quay cho các bạn xem nè các bạn. Bây giờ nó đẻ ra con thứ 10 rồi, mình chưa kịp tiêm thuốc nữa thì nó đẻ ra rồi nha. Rồi nó đẻ xong thì mình sẽ tiêm thuốc cho nó. Đó con thứ 10 dây gúng vẫn còn luôn nè các bạn, chưa bứt dây gúng luôn nè. Đó các bạn thấy chưa, nó mới đẻ ra luôn, mình đang rút thuốc là nó đẻ ra rồi. Mà cái bụng nó vẫn còn nè, các bạn thấy cái bụng nó đổi chưa. Rồi bây giờ mình xử lý con thứ 10, mình lau chùi rồi bỏ vô sọt xong á, rồi bắt đầu là mình sẽ tiêm thuốc nha. Rồi bắt đầu là mình cũng thả mấy cái con này ra để cho nó bú trước luôn các bạn ơi. Rồi đó các bạn, con heo mình nãy giờ nó đẻ được 10 con rồi, mà mình chưa chích thuốc nữa. Hồi nãy mình định chích thuốc á, là nó đẻ ra luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ thả 10 con nó ra cho bú trước đi, rồi mình hãy tiêm thuốc nha. Mình sợ là mình tiêm thuốc trước rồi trong quá trình mình cho nó đẻ các bạn là thuốc nó tác dụng, cho nó bú các bạn là
thuốc nó tác dụng là nó đẻ ra là mình xử lý không kịp. Bây giờ mình sẽ thả cái đàn nó ra cho nó bú trước nha các bạn. Rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả xuống cho nó bú trước nha, để mình so cái bụng con nái, để cho con nái nó ngửa ra tí xíu đó các bạn thấy không. Mình so cái bụng là nó nằm ngửa ra để nó đưa lên để cho con nó bú. Ở đây mình bắt ra nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 con các bạn, 10 con mà có cái con này là em bé. Rồi hiện tại là 10 con, mẹ nó ra cho nó bú nha. Rồi bắt đầu là mình sẽ tiêm thuốc cho nó luôn các bạn. Để mình để cái sọt đây đi, rồi để cho con nó bú đi nha. Rồi tiêm thuốc đó các bạn, ở đây là mình chuẩn bị là 3 xe oxytocin. Ở đây là mình xài kim 12. Rồi 10 con mình thả ra cho nó bú trước nè các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tiêm thuốc nha. Vẫn còn con nữa các bạn ơi, nó chưa đẻ xong đâu nha. Ở đây là mình chuẩn bị là 3 xe oxytocin nè. Ở đây là gạch ở đây là gạch thứ tư nè, gạch ở đây là gạch thứ ba nè, 3 xe oxytocin. Các bạn lưu ý là con heo nái mà nó nằm nó không dãy dụa gì á, các bạn là dùng kim 12 các bạn tiêm nó để cho nó đỡ đau. Các bạn nên dùng kim 12 kim dài nha các bạn đừng dùng kim ngắn nha. Kim ngắn là các bạn tiêm chỉ tới lớp mỡ nó thôi là thuốc nó không có chạy được nha các bạn. Thuốc mà nó vô lớp mỡ là không chạy được nha. Trường hợp mà một số bạn mà tiêm heo mà bị áp xe là do con heo nó dãy hoặc là kim của các bạn ngắn, là các bạn tiêm ở lớp mỡ của nó là thuốc nó không có tác dụng nên nó bị áp xe chỗ đó. Còn các bạn tiêm qua cái lớp mỡ nó là tới cái lớp thịt của nó các bạn là thuốc nó vẫn chạy bình thường, nó không bị áp xe nha. Nái của mình là không con nào bị áp xe hết. Các bạn tiêm nái mà bị áp xe thì các bạn lưu ý vấn đề này giúp mình nha. Rồi ở đây thì mình vừa tiêm 3 xe oxytocin, mình đợi khoảng 5 đến 10 phút thì thuốc nó sẽ có tác dụng là tử cung nó co bóp, có con thì nó sẽ đẩy con ra nha các bạn. Con heo này chưa đẻ xong đâu, con heo này còn vài con nữa chứ chưa hết đâu các bạn. Rồi quay qua con nái, mấy con nái bên đây nè, cho con nó bú. Rồi cái đàn bên đây thì chưa có bắt đèn ống lên cho nó nữa, ăn cắp cái đèn ống của nó dời qua bên kia luôn rồi. Ngày mai thì mình sẽ cắt đuôi cái đàn này chung với cái bầy mới đẻ luôn nha các bạn. Đó. Còn bên đây nữa nè. Bên đây là cái đàn heo con mình tách xuống. Đó, nằm ngủ hết trơn rồi, gom lại nè. Bên đây là 12, 13 con các bạn. Còn bên đó thì một số con thịt để bán Tết mà lái chưa bắt nha các bạn. Giá hiện tại là 55 nha. Đây là mấy con nái của mình. Mình trở lại với con nái đang đẻ thì đợi một tí nữa xem là nó đẻ ra được bao nhiêu con. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đối với cái sàn heo con này thì mình hạn chế tắm đó các bạn. Tầm 2 đến 3 ngày thì mình mới tắm một lần, nhưng mà tắm khoảng 1-2 giờ buổi trưa các bạn, để mình rửa sàn luôn. Chứ thời tiết này các bạn ngày nào các bạn cũng tắm hết trơn là heo của các bạn dễ lạnh và nó bị viêm phổi và nó bị nhô xương sống nha. Thì phòng bệnh hơn là chữa bệnh các bạn, cái gì cũng vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình con heo mình nó đẻ nè các bạn. Nãy giờ là mình thấy con heo của mình nó gặn ra một chùm nhau rồi, mà nãy giờ không thấy gặn nữa, khả năng là con heo của mình nó hết rồi các bạn ơi. Nó chỉ có 10 con thôi nha. Đây 10 con nó bú nè. Các bạn kiểm heo với mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, 10 con nó bú nè, các bạn đếm giúp mình nha. Còn cái đàn bên đây thì nó ăn no rồi, nó ăn hết sạch trơn cám luôn rồi. Cái đàn bên đây thì đang sạch trơn cám luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cám mới cho nó nè các bạn. Còn cái đàn bên đây nó quậy giống như con trâu vậy nè. Hồi chiều là mình rửa ô bên đây không kịp luôn á. Con heo mình nó đẻ xong rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy nó ra một chùm nhau rồi, nhưng mà mình chưa thấy nó gặn gì hết trơn á, là khả năng là nó chỉ có 10 con thôi. Bây giờ để mình quay tổng thể để cho các bạn xem nha. Hẹn các bạn qua Tết là sẽ có hai vài con nó sanh nữa nha các bạn. Bây giờ từ đây tới Tết thì chưa có con nào đâu, chỉ có con này thôi.